là một chủ doanh nghiệp, một chuyên gia marketing. Bạn đang phân vân trước muôn vàn phương thức truyền tải thông tin. Bạn lo ngại đầu tư chi phí quảng cáo khổng lồ mà hiệu quả thu về không như mong muốn. Bạn có tin chắc rằng đối tượng xem quảng cáo là khách hàng tiềm năng của mình không? Chisilen Media với phương thức quảng bá tối ưu là lựa chọn hoàn hảo duy nhất, không thể thay thế. Cuộc sống hiện đại, sống động muôn màu. Các hoạt động giao tiếp, vui chơi giải trí liên tục diễn ra không ngừng. Làm thế nào để thu hút ánh nhìn của họ? Đây là vấn đề nan giải nhất cho những nhà quản lý doanh nghiệp và bộ phận marketing. Chúng ta hãy cùng điểm qua các vấn đề của truyền thông truyền thống. Truyền hình, báo chí. Quảng cáo trên truyền hình, báo chí gần như bị đào thải ở các nước Âu Mỹ. Theo báo cáo của AC Nielsen, 68% người xem chuyển kênh khi thấy quảng cáo trên truyền hình. Độ reach của quảng cáo trên báo chí chỉ đạt 23%, trong đó độ tuổi từ trung niên chiếm 63%. Chủ yếu để xem nội dung tin tức, quảng cáo chỉ thu mình ở một góc nhỏ. Billboard, chúng ta cùng hình dung xem một bảng hiệu mới xuất hiện trên đường phố ồn ào, còi xe huyên náo, dòng người vội vã lướt qua. Liệu ai có đủ thời gian để chú ý tới biển quảng cáo của bạn? Quảng cáo online. Thế giới mạng luôn chứa đựng muôn vàn thông tin và nội dung đa dạng. Từ các trò chơi hấp dẫn đến các bộ phim đặc sắc. Liệu còn ai bị thu hút bởi những banner quảng cáo kia? Chỉ có 0,05% lượt người click vào banner quảng cáo. Tất cả những yếu tố này đã dẫn tới sự ra đời của kênh truyền thông mang tính đột phá. Đó chính là Chisilen Media. Con người có thể không xem TV, không đọc báo, không lên mạng, nhưng không thể không đi làm, không về nhà, không mua sắm, không có nhu cầu đi lại, hay không có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Đây chính là mạng lưới bao phủ của Chisilen Media, đưa truyền thông số thâm nhập vào quỹ đạo cuộc sống của mỗi người. Chisilen Media nhắm vào nhóm đối tượng có học vấn cao, thu nhập cao, mức chi tiêu cao. Đồng thời đây cũng là nhóm người truyền cảm hứng tiêu dùng đến mọi người xung quanh. Xem quảng cáo lúc chờ đợi thang máy nhàm chán là lựa chọn tối ưu. Và khả năng ghi nhớ cũng đạt tới hiệu quả rõ rệt nhất. Với 6 lượt đi thang máy trung bình mỗi ngày, mỗi tuần sẽ có 15 lần xem quảng cáo trên LCD và 90 lần xem quảng cáo trên frame. Con số này là 60 lần xem quảng cáo trên LCD và 360 lần xem quảng cáo trên frame vào mỗi tháng. Dựa trên lý luận về truyền thông học, 3 lần ấn tượng, 5 lần ghi nhớ, 7 lần kích thích tiêu dùng. Chi phí thấp, hiệu quả cao. Hệ thống của Chisilen Media đã bao phủ rộng khắp các tòa nhà, sân bay, siêu thị và bệnh viện trên toàn quốc. Trong đó, Chisilen Media độc quyền khai thác kênh bệnh viện và sân bay. Mỗi ngày đạt mốc 18 triệu lượt người xem, cũng là nhóm tiêu dùng chủ lực trong xã hội. Là phương thức quảng bá sản phẩm tuyệt vời, là bệ phóng nâng tầm thương hiệu. Lựa chọn Chisilen Media là sự đầu tư nhỏ đem lại lợi ích lớn. Để thương hiệu của bạn được quảng bá hiệu quả hơn, lựa chọn Chisilen Media, lựa chọn hoàn hảo duy nhất, không thể thay thế.